Supervietvn và Nintendo Mobile uy tín giá rẻ chất lượng hàng đầu Việt Nam còn có vòng quay cùng mini game vô cùng hấp dẫn, chương trình giảm giá tới tận 50%. Anh em nhớ lên shop ủng hộ mua Việt nha. Khoảnh khắc đó chưa nên cầu, hàng mi ướt run run buông dài theo cơn gió bên nhẹ tà áo, chẳng còn đường tôi đi với em. Hello cho bạn nha, hôm nay thì Mô Việt sẽ trả lời câu hỏi là: anh Mô Ba ơi, món ăn bây giờ chơi có ngon không? Có khỏe hay không? Thì chỉ có một câu là trả lời hết được thôi. Đó chính là: thời tới càng không có kịp. Nghĩa là như nào? Nghĩa là Mô Đen rất là bá cháy. Thứ nhất, nó lớn nhanh hơn. Thứ hai, bắn nhanh hơn, đam to hơn. Và đặc biệt là châu bò hơn. Châu bò từ rất sớm rồi, các bạn thấy đấy. Mình tích nội tại rất là dễ và điểm nội tại giảm xuống nó cứ giảm từng một điểm thôi. Đấy. Nghĩa là anh em luôn trong cái trạng thái 10 cái nội tại tinh chuẩn. Rất châu bò với Morden trong mùa 21 nha. Anh em nào lâu rồi chưa chơi Morden thì nhớ trải nghiệm sức mạnh của Morden mới. Chơi một cũng hồi rất nhanh, mặc dù không dùng hai lần liên tiếp được nhưng hồi rất nhanh. Hồi rất nhanh em ơi, đấy. Chỉ cần tung đòn đánh thường trúng mục tiêu là các bạn được giảm 0,5 giây hồi chiêu của chiêu 1, và chiêu 1 hồi chiêu chỉ có 4,5 giây thôi. Ngoài ra thì những chỉ số cơ bản của Morden cũng tăng trưởng, ví dụ như công lý đầu game tăng lên, tốc đánh của Morden không tăng lên nhưng cái khoảng giãn cách giữa những đòn đánh thường nó giảm đi. Bình thường một con tướng xạ thủ và hoặc vị tướng khác tung ra vào đòn đánh thường, nó giãn cách là 1 giây giữa các đòn đánh thường đúng không? Nhưng mà Morden chỉ còn 0,8 giây giống như là Valet thôi. Anh em thấy Valet bắn tẹt bô thế nào thì Morden bây giờ cũng bắn như vậy. Bơm như bơm nước rồi anh em ạ. À không, không phải là anh thợ sửa ống nước mà anh thợ điện. Morden bắn, nói chung là bắn rất là phê nha. Tí nữa mình có đồ tốc đánh, ví dụ như là Vương Tàn chẳng hạn, thì cái tốc độ bắn nó sẽ tăng trưởng theo một cái gì đó, là mình sẽ hack chiêu một, mình sẽ bắn liên tiếp và đam sẽ rất là khủng khiếp ngay từ điểm đầu game và giữa game, không lên lỗi và lag game trước đầu. Nhưng mà dù cái bảng ngọc sát thương chí mạng của ngộ khí thì đầu game vẫn chưa có chí mạng to lắm. Đây là mặc dù gáy sớm thế thôi nhưng mà anh em ơi, vẫn phải có đồ thì mới khỏe được nha. Ít ra là phải có thánh kiếm thì mình mới khỏe được. Thôi nên là mình cứ farm thôi. Farm cháy mà anh em ơi, có gì ăn hết. Bên ăn chim xong ăn nốt con tắc kè này. Các bạn nhớ xài cái phù hiệu thì muốn trâu hơn thì thánh thuẫn, không thì cứ luyện kim mà chơi nha. Hoặc là anh em cũng có thể dùng tinh linh, đều ok. Nói chung là cái phù hiệu là do phong cách chơi của anh em. Mình chỉ thích hack vàng, hack đồ, hack đam, hack mạng và làm clip rất là dễ. Chiêu cuối chiêu 2. Cái bộ combo chiêu cuối chiêu 2 bây giờ thì nó giảm sức mạnh, nó không tráng 1,5 giây để mình bắn nữa. Nhưng bù lại thì mình sẽ có nhiều sát thương hơn khi mà tướng địch ở trong chiêu cuối của mình. Và cái chiêu 2 của mình cũng có làm choáng rồi. Như vậy không cần chiêu cuối thì chiêu 2 vẫn có thể làm choáng tướng địch. Tuy là choáng ít thôi nhưng mà vẫn có choáng em ơi. Quan trọng là mình dễ chơi hơn, mình trâu hơn. Đấy, mình không cần phải combo. Nhiều anh em là không biết combo thì không cần phải combo chiêu cuối chiêu 2, vẫn phát huy sức mạnh của Morden dễ dàng. Đấy, chỉ cần đáng muốn người chơi Morden là chơi dễ hơn, bá hơn để Morden comeback, không biết là có trang phục mới hay không đây. Sự tự nhiên tăng sức mạnh như này nghi nó anh em ơi, hay là sắp tới có trang phục mới nhỉ? Có thể là trang phục du hành gia. Mà sắp tới thì có chùm những trang phục du hành gia xuất hiện tại Nintendo Bay, được hé lộ là trang phục của Anette rồi, còn trang phục của Butterfly, Capri, nói chung là du hành gia rồi, ai cũng phải lên mặt trăng. Ok rồi, combo này chiêu cuối chiêu 2 nhưng không có tác dụng anh em ơi. Thì mình quen tay rồi, quen tay vẫn có mạng mà tại sao lại ham béo nhở? Đánh Morden không chơi mà Morden cũng trâu khác gì béo đâu. Nội tại đây anh em, nó giảm rất là chậm mà nó tăng thì rất là nhanh, nên là hầu như là đánh nhau là mình 10 điểm nội tại là cái chắc chắn rồi. Mà cái độ trâu anh em thấy đấy, khi mà full thì anh em cũng được tầm mấy trăm giáp và giáp kháng phép. Nói chung là cái chỉ số rất là to cho các bạn chơi xạ thủ và tránh cái việc là các bạn bị sốc đam.
Thì bạn có sát thủ thì anh em lên cái một là anh em luyện kim, hai là các bạn dùng thánh thuẫn nha. Còn team bạn tanker thì anh em có thể dùng luyện kim hoặc là dùng linh linh, bắn rất là phê. Ở trận đấu này là hai tướng con tướng AD rất là mạnh này, Thor này thì không có cửa mình đối. Thor này này trời ơi, chiêu cuối đặt ra ném đẩy cái chiêu hai vô chiêu cuối bắn cái chết luôn, thì mình được tăng thêm 20% sát thương mà anh em ơi. Nên là đam sẽ to hơn nha. Tầm này mình nết rất là sớm rồi, với farm cháy máy từ nãy giờ anh em ơi, lụm được 4 mạng nữa. Nên là tầm này là mình có thể cân tìm rồi, hai đồ là ok anh em ơi, không cần nhất thiết phải 3 đồ 4 đồ như trước đâu. Nghĩa là Đức cho anh em chơi màu đen là phải đến tầm phút thứ 10 anh em mới có đồ và anh em bắn được. Nhưng bây giờ ý, anh em làm farm tốt thì đến phút thứ 8 thôi là anh em có thể bắn được rất là tốt rồi. Ây da, làm cái gì vậy trời ơi, đùa. Có biết bet màu đen, bet màu đen không á? À? Trời ơi, anh em thấy gì chưa? Bán tất. Cầu băng xong, bán tất. Quá ghê. À, ai đó nhở? Thì tất nhiên là đại sư cơ khí màu đen trong tay mua Việt rồi. Tết sắp đến rồi, chắc là bây giờ là nhiều anh em đã được nghỉ, đã về quê ăn Tết. Tầm này thì mình thấy là ở quê cũng khá nhiều là trường hợp dương tính đấy, anh em là hạn chế đi chơi thôi. Tết năm nay có lẽ là ai ở nhà đó thôi, chơi thì chắc là chơi anh em họ hàng trong nhà thôi, chứ hạn chế là đi du xuân nhé. Ôi bốc hơi quá nhanh. Có anh em nào không đi đâu chơi, dự tính ở nhà thì có thể là kiếm một click về chơi game thì shopmoviet.vn là địa chỉ uy tín suốt 4 năm rồi anh em ơi, 4 năm phục vụ anh em từ 2018 đến 2022, thời gian rất là dài để chứng tỏ cái độ uy tín của Somo Việt và đầy đủ lịch từ game Liên Quân, Fortify, Tốc Chiến, PUBG. Anh em thích chơi bắn súng, anh em thích chơi Liên Quân, anh em thích chơi Free Fire thì đều có lịch để các bạn trải nghiệm game trong dịp Tết này nha. Ok, hiện tại thì mình đang bá cháy rồi, phút thứ 8 là bình thường, là mình nếu mà không xanh là mình cũng có thể bắn được rồi. Mà xanh cái này thì thôi, đi tỏa sáng thôi anh em ơi. Chứ chơi màu đen thì một con tướng AD, một con tướng late game mà. Nếu mà không tỏa sáng sớm muộn quá thì mình sẽ không ăn được mạng mấy đâu. Vờ lo ti nhờ. Múa với anh Alistair, múa với chúng tôi. Ở kia đẩy thẳng lên là lên thẳng là win luôn này. Game dễ, team mình có đâu đây là 4 con khỏe sớm, thành ra mình đánh rất là dễ. Thực sự đồng đội có những người đồng đội mà đầu game khỏe sớm. Các bạn chơi carry team, các bạn chơi late game ý, đánh rất là sướng luôn, bởi vì đồng đội ai cũng khỏe, hỗ trợ mình cho mình có đồ. Và khi mình có đồ thì mình chỉ cần bắn tốt thôi, giữ vị trí thôi là các bạn có thể là nói chung là tỏa sáng rồi. Sau đây anh em nha, hiện tại thì cái họng của mình nó vẫn còn tình trạng là hơi rát rát, nên là nói không được sung lắm, anh em thông cảm mọi việc nha. Để hồi phục mình đang uống thuốc rồi, hồi phục thì mình sẽ trở lại bình thường. Còn bây giờ là bắn tất. Chỉ còn mỗi một thanh niên nữa thôi, đỡ làm sao được thò này ơi. Ok, mặc dù là rank tinh anh đầu mùa thôi, lick của bạn nhơn hay nhon. Fan của Mô Việt, anh em là muốn lên clip giống bạn Nhơn thì nhớ là gửi mẫu phần mô tả video clip Mô Việt nha. Còn video của mình đến đây hết rồi, xin chào anh em, bạn thấy tiếp theo, bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.